Đinh Vũ Hề là một trong những cái tên hiện đang rất được cộng đồng mạng quan tâm và săn đón với vai diễn nam chính Hàn Thước trong Trần Thiên Thiên Trong Đời Đồn diễn cặp với mỹ nữ xuyên không Triệu Lộ Tư. Đinh Vũ Hề sinh ngày 20 tháng 7 năm 1995 tại Thượng Hải, tốt nghiệp Học viện Hí kịch Thượng Hải. Mới đây, tên tuổi của anh đang được công chúng biết đến nhiều hơn qua hai tác phẩm Đẹp Trai Là Số 1 với hình tượng bác sĩ soái ca Chu Thoại Uẩn và Hàn Thước ngọt ngào trong Trần Thiên Thiên Trong Đời Đồn. Mặc dù là một diễn viên mới, chưa có nhiều kinh nghiệm cũng như thành tựu đáng nể, thế nhưng với ngoại hình và gương mặt điển trai, nam diễn viên vẫn nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Với sự biểu hiện gần đây của anh chàng, fan hâm mộ đã yêu mến đặt cho một biệt danh soái ca xì bít. Mặc dù cách biểu cảm của Đinh Vũ Hề có phần chưa thật sự chuyên nghiệp, thế nhưng những hành động gan năng với đàn chị Triệu Lộ Tư của anh lại khiến cho khán giả sốt dần dần. Đến với Trần Thiên Thiên Trong Đời Đồn, fan hâm mộ đã không ít lần tan chảy trước những hành động ngọt ngào say đắm của Hàn Thước. Rất có thể Hàn Thước sẽ là chuẩn mực soái ca mới của xì bít tới đây. Những khán giả yêu mến Đinh Vũ Hề hãy tiếp tục ủng hộ cho hai tác phẩm mới của anh Đẹp Trai Là Số 1 và Trần Thiên Thiên Trong Đời Đồn. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.